Review phong cách sống minimalism, sống tối giản cho đời thanh thản. Cuộc sống ngày càng hiện đại và con người ngày càng chịu áp lực lớn hơn, sự quá tải trong tâm trí đã khiến nhiều người luôn phải sống trong lo âu và mệt mỏi. Dần ra chúng ta quên mất phải tận hưởng cuộc sống này như thế nào. Hãy cùng phong cách sống minimalism, sống tối giản cho đời thanh thản khám phá những phương thức sống tối giản và hạnh phúc bạn nhé. Giới thiệu về tác giả. Cindy Lưu Trần tên thật là Trần Hồng Mỹ Dung sinh năm 1997, Năm 2018, Cindy Trần tốt nghiệp ngành truyền thông chuyên nghiệp tại trường Đại học Dormit. Chị được biết đến với nhiều cuốn sách dành cho bạn trẻ chia sẻ về bí quyết du học hay những phong cách sống. Một số cuốn sách nổi bật khác của tác giả: Sống sôi động như người thành thị, Sống bình yên với bạn thiên nhiên. Cảm nhận về sách. Minimalism, chủ nghĩa tối giản. Ban đầu, đây là danh từ chỉ xu hướng điêu khắc và hội họa đơn giản, xuất hiện từ thập niên 50 của thế kỷ 20. Tối giản cũng là tên gọi của một thể loại âm nhạc và là một phong cách trong trang trí và thiết kế. Đến những năm 2000, tối giản dần trở thành một phong cách sống ưa chuộng sự đơn giản, tập trung vào giá trị tinh thần, giảm tối đa vật chất và sự phụ thuộc vào chúng. Minimalist, người sống theo chủ nghĩa tối giản. Simple is the best đơn giản là tốt nhất. Bằng cách này, người theo chủ nghĩa tối giản có thể dành năng lượng cho gia đình, bạn bè, bản thân và những điều thực sự quan trọng với họ. Let is more ít hơn là nhiều hơn cắt nghĩa những thứ không cần thiết để trân trọng những gì ta thực sự cần và đang có. Con đường minimalism trở thành phong cách sống. Cốt lõi của lối sống tối giản chính là ít hơn là nhiều hơn có thể thấy ngày này thời trang của giới trẻ thay đổi rất nhanh chóng. Có những chiếc áo hay bộ váy chỉ vài tháng là có thể trở thành hàng lỗi mốt. Và tối giản không phải là mốt thời thượng quần áo chúng ta nên lựa chọn vừa đủ không nên mua quá nhiều và không dùng đến thì rất là lãng phí. Tối giản cũng không có nghĩa là nghèo hay xuề xòa. Ý nghĩa cốt lõi của tối giản chính là chúng ta chỉ sử dụng đồ dùng vừa phải và tập trung làm giàu đời sống tinh thần. Khi tinh thần thoải mái thì chúng ta mới có thể hoàn thành công việc một cách vui vẻ và đạt được hiệu quả. Đọc sách tối giản, chúng ta tối giản không có nghĩa sẽ không đọc sách mà nếu có thể bạn hãy tìm kiếm những bản mềm của sách trên mạng sau đó tải về đọc và chỉ đọc những cuốn sách bạn thật sự cần thiết. Nói không với việc đọc tràn lan và mua sách về để bám bụi và không đọc. Nhà của tối giản không gian sống chỉ cần một vài đồ dùng cần thiết sẽ giúp cho bạn đỡ phải mệt mỏi với việc dọn nhà và tầm nhìn cũng được thông thoáng hơn. Và bạn cũng cần phải giữ sạch sẽ không gian sống. Tối giản cũng có nghĩa là tiết kiệm năng lượng để tập trung vào điều bạn yêu thích. Cuộc sống này có vô vàn sự lựa chọn thế nên bạn cần phải viết ra giấy những điều mà mình yêu thích và muốn làm sau đó sắp xếp chúng lại. Đừng để thời gian của bạn trôi qua trong tẻ nhạt và bản thân phải tiêu hao năng lượng vào những công việc không mang lại hiệu quả và bạn thì lại không thích chúng. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho những người bạn yêu thương, tránh xa những mối quan hệ độc hại. Cuộc sống này sẽ khó có thể làm hài lòng bạn ở mọi vấn đề thế nên thay vì trách móc hãy học cách hài lòng và biết ơn với những gì bạn đang có. Chúng ta chính là những gì mà chúng ta nghĩ về. Giống như định luật hấp dẫn của vũ trụ vậy, khi bạn suy nghĩ những điều tốt đẹp thì càng nhiều điều tốt đẹp hơn đến với bạn. Cho nên hãy suy nghĩ tích cực bạn nhé, khó khăn rồi cũng sẽ qua và điều quan trọng là chúng ta phải sống vui vẻ. Một vài lợi ích của sống tối giản mà bạn nên biết, tiết kiệm tiền bạc và thời gian, giúp bạn tập trung sung dậy đời sống tinh thần thú vị, mua sắm thông minh hơn, đảm bảo thẩm mỹ cho không gian sống, bảo vệ trái đất, môi trường phát triển lành mạnh cho trẻ. Ngừng suy nghĩ và khao khát những gì mình chưa có. Tập trung vào những việc bạn cần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nếu thứ gì đó không nuôi dưỡng tâm hồn bạn, đừng giữ nó lại. Một cuốn sách với độ dài vừa phải, nội dung ngắn gọn câu chữ dễ hiểu. Ngôn từ gần gũi và một loạt ảnh minh họa sống động sẽ giúp cho bạn cảm giác như mình đang ngồi đọc một cuốn tạp chí để thư giãn vậy. Phong cách sống minimalism sống tối giản cho đời thanh thản sẽ là sự lựa chọn phù hợp dành cho những ai đang muốn theo đuổi lối sống tối giản. Những người nổi tiếng theo chủ nghĩa tối giản. Mark Zuckerberg tuy có tài sản kết xù nhưng lại không hề sở hữu quần áo hàng hiệu. Đối với Mark, hạnh phúc chính là không cần phải bận tâm suy nghĩ xem hôm nay mặc gì cựu Tổng thống Barack Obama cũng có thời trang vô cùng giản dị. Trong ngôn của ông chính là tiết kiệm thời gian lựa chọn trang phục, tập trung tâm sức để xử lý công việc hiệu quả. Jennifer Lauren, nữ diễn viên trẻ tuổi nhất được nhận giải Oscar, sở hữu khối tài sản chục triệu đô la Mỹ vẫn lựa chọn sống đơn giản như thời chưa nổi tiếng. Cô sống trong căn hộ với bố mẹ và cũng không có người mua sắm hay trợ lý thời trang. Cô thích tự đi siêu thị, sử dụng phiếu giảm giá để được giá tốt. Lời kết Cuốn sách phong cách sống minimalism sống tối giản cho đời thanh thản sẽ giúp cho bạn trẻ lựa chọn cho mình những phương thức sống đơn giản phù hợp với nhu cầu của bản thân. Nếu muốn sống cuộc đời an yên thì hãy đọc cuốn sách này bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài review của mình. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích các bạn trong việc lựa chọn cuốn sách phù hợp với bản thân. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ. Thân.